Chào mọi người, sáng nay Trần chia sẻ một cái mai nó đang có hoa nha. Đó, nó đang nở hoa này. Đó, hoa thì nó ra ba lớp nha. Mà thôi tính cây giao đi, giao ba lớp đi ha. Bởi vì nó ra hoa rải thì cũng chưa rõ ràng lắm. Mặt hoa nó thì rất là màu, rất là đẹp nha, màu tự nhiên. Hoa nó dính parabol nha, nó không có bị bẹt cánh, là nó dính vào trước đó. Đó là nó theo phong thủy gọi là nó hứng hứng tiền nha. Mọi người sở hữu ở cây này là nó vừa đẹp mà nó vừa làm cho cái khung cảnh của mình nó rất là tuyệt vời này. Đó, tây cành ha, cây cao 1 mét, tàng ngang của nó là 80 nha. Đó. Cây này trình thẻ tây cành tự nhiên, bởi vì cũng còn đang trong quá trình nuôi dưỡng đỡ cho nó thân nó lớn á, cho nên nó không có ép gì hết nha. Đó. Hoa mọi người thấy không? Nó rất là sáng màu này. Nhụy thì nhụy màu cam, hoa màu vàng nhụy cam. À, mới nở ra à mọi người, nó chưa bung ra nha. Dẻo, dùng dẻo lấy gai nha. Rồi tây cành thì nó diêm chi rất là nhiều, đông đặc. Cây thì nó lâm cây đó, trình quay từ xe à, mọi người thấy được cái form dáng tổng thể nó luôn này hả, chưa uốn ép nhưng mà nó rất là đều tự nhiên nha. Đây là phần bên trên nó này. Đấy, phần bên trên nó này. Hả, mọi người thấy nó lâm cây không? Dòng dẻo đọt đỏ này. Để trình qua đây, trình quay cho nó rõ ràng này. Đó, mọi người thấy búp bây giờ nụ bây giờ nó đóng chi chít luôn nha. Đóng như vậy như thế này là vừa này nha. Không có sợ vì thiếu hụt vào hoa mùa Tết đâu. Cây nó rất là lâm cây này. Không, rất đẹp. Cốt cây này, cốt cây bên trong này mọi người hả, phân cách giữa hai chi á, nó có một khoảng cách rất là ngắn, gút thét tầm 7-8 cm nè, nên cây rất là nhạt nha, cây rất là nhạt chi. Đó, mọi người không, tây cành ra đúng điểm dương nó này. Cốt thì nó chuẩn rồi. Này, thoát thân ra chi một này mọi người thấy không? Đó, cây già nua nha, chứ không đơn giản đâu hả. Gốc đớ này, bần kỳ này. Gốc đớ này nó cao, cây cao rất to. À, rỡ nói nè, không quá trình mình tưới á, nên xói mòn cái lớp đất á, tự nhiên của nó nha, chứ không có xói mới xói ra đâu. À, rỡ mọi người không, đông đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Thuộc thân nó này, cái lé nó dài lắm, lé nó dài gần cái gang tay à, không mà có mấy lé nó sung mà. Dòng này dòng dao đẹp này. Đây, thoát thân nó đi lên chi một ở phần bên này. Quay luôn cho mọi người xem hai mặt nó luôn nha. Không, cây gốc thét không? Màu da của nó rất là già. Cái gì chưa có ghim tàng á, trình đưa camera vô gần được. À, mọi người thấy cái nước da nó nè, rất là sạch sẽ ha. Giờ rất sạch sẽ. Cây gốc thét. Rồi, ai có thích cái cây này liên hệ trình để sở hữu nha. Cây nó phong tàng đông đẹp, đẹp đều tự nhiên. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video của trình ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.